đôi khi ngài đưa dắt qua cơn ba đào dọc đường gặp thử thách ngăn trở dò lên đèo lên dốc xuống thác quá hào nhìn dấu chân ngài cứ bước theo qua một kinh nghiệm đau thương đó một sư luther nói rằng tâm tôi rải vang vẳng linh âm giai điệu. Linh âm giai điệu đã trở thành một đề tài nhắc nhở cho chúng ta hãy bước đi theo Chúa. Ôi còn biết bao nhiêu thánh ca thưa quý vị. Còn biết bao nhiêu kinh nghiệm đã được ghi lại thành lời để được gieo vần thành thơ đã được đưa vào giai điệu để trở thành những ca khúc ngợi khen Chúa và nâng đỡ đức tin không biết bao nhiêu người trong hoàn cảnh tương tự. Chúa Kitô Giêsu là ai đối với quý vị? Hãy lắng lòng suy nghĩ về danh Giêsu đối với Luther, sâu nhiệm và cao quý dường nào. Nhất là trong cơn thử thách đớn đau hơn hết của cuộc đời ông mà lại hát lên như thế này Giêsu 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 một điệp khúc lặp lại danh thánh của Chúa Giêsu 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 tốt đẹp bấy hồng danh ngài làm cho tôi thỏa tình mừng hát trong mọi bước thiên trình Tôi đề nghị quý vị hãy truy cập YouTube, hãy lên việc Christian hãy vào sống đạo online. Ở nơi YouTube, quý vị có thể dùng youtube.com slash mục sư hoàng. Quý vị sẽ tìm được bài hát này. Bài hát Linh Âm Giai Điệu. Cảm ơn Chúa quý vị đã lắng nghe, đã hòa lòng vào trong một ca khúc đã trở thành Linh Âm Giai Điệu. Ước mong được gặp gỡ quý vị trong một ca khúc được nằm trong danh sách của linh âm giai điệu lần đến